Đạo Đạo Phật thì giờ có 500 mấy triệu người. Đạo Công giáo thì có tỷ mấy, Hồi giáo thì quá nhiều. 12 giới luật của Thiên Tâm này cũng biết rồi phải không? Đâu cần phải đọc đây phải không? Quý vị mỗi ngày cứ ngồi thiền đọc cuốn kinh này, bảo đảm trong 3 tuần mình sẽ thấy khác. Mình sẽ thấy mình gần với Phật, với Tiên, với Thượng Đế nhiều hơn. Và khi lúc đó mình có cảm ứng á, về trên nó sẽ xuống gờ gờ cái đầu của mình, cái đầu của mình nó sẽ nhộp nhộp. Rồi cái kế tiếp là khi mình đọc á, mình tự nhiên mình có cái trí tuệ nó sáng hơn, mình ra đường mình không có dễ bị ta gạt mình phải không, hay dụ mình nữa. Cái thứ ba là mình không có còn cầu nhàu hay là hồi hộp hay lo sợ. Cái gì mình cũng lo sợ. Cái giữ giới thứ 12, 13 đi, ngồi thiền ngày 15 phút nửa tiếng cũng được, thì tất cả mọi đó, mọi thứ đó sẽ tiêu tan. Rồi mình chờ có một ngày để mình giữ cái thân mình sống một năm hay là thời gian thì không biết nha, để dự hội Long Hoa. Đó là cái quan trọng nhất, mong muốn mọi người là dự hội Long Hoa. Mà trong kinh điển của miền Tây hay là của tất cả những kinh của người ngoại 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 quốc á, họ cũng đều nói vậy. Hội Long Hoa thì những người không có nằm trong đạo, không có hiểu về đạo, người ta không có hiểu chữ Long Hoa là gì. Hiểu qua rất là đơn giản, nghĩa là 6 triệu chim hiền, 6 triệu nhân tài đi về để mà ra tranh cử. Nó cũng vậy thôi. Như con với điểm cao giỏi nào mấy đứa này nè, về bển con ra con ứng cử, có người sẽ bầu con lên làm bộ trưởng bộ y tế thay bà Kim Tiến. Bả lấy ba cái chất độc chung cộng mà chích chết biết nhiều mấy đứa nít Việt Nam. Mấy đứa này lớn ở Mỹ nó đâu có làm chuyện đó, nó biết cái đó chuyện rất là tội ác, dễ nó dám làm đúng không? Mà tại Việt Nam lại dám làm, chỉ vì chút tiền mà giết biết nhiêu người. Mình suy nghĩ có phải là mấy đứa nhỏ này là chim hiền sau này dự hội Long Hoa không? Tại vì mẹ nó ngồi đây là mẹ nó hiểu, thì đến lúc sau này con đi về con dự hội đó đi con, bỏ tên con lên ứng. Ở đây bác sẽ bỏ phiếu cho con liền, ai biết chắc con sẽ không có làm chuyện vậy. Thì đó là hội Long Hoa này, những đứa đẻ Mỹ, những đứa lớn lên. Đồng thời mình qua đây không phải là mình mất gốc. Những người ở những cái tiểu bang xa đó, họ lấy không có Việt Nam nhiều, không phải lấy người Mỹ đúng không, hoặc là người này người kia, khi đẻ ra đứa nhỏ Việt Nam nó theo mẹ nó thì nó còn nói tiếng Việt chút chút nhưng mà đâu có hiểu về lịch sử. Rồi cái khi nó lớn lên một thế hệ nữa, lấy chồng nữa thì mất luôn. Sau này sẽ không có những đứa đó đó, nó cũng sẽ quay về lại. Mình đã có cái DNA người Việt Nam rồi, mình học tiếng Việt rất là lẹ. Mấy đứa này nó nói tiếng Việt chưa cứng, chứ khi về Việt Nam làm việc chừng 6 tháng thôi là giỏi rồi. Cái thế giới hôm nay rất là đảo điên, nhân tâm chúng ta không có ai được ổn định hết. Muốn ổn định phải gán giữ giới thứ 12 của Thiên Tâm, đọc kinh ngồi thiền chờ Đức Thầy xuất hiện, vậy thôi. Còn bao nhiêu chuyện nói 188 cái clip, 3 năm mấy nay triệu lời, hôm nay cho kiện xin lời không nói lời nào. Chỉ mong mọi người hiểu có các chư vị đang lo cho chúng mình, có tâm linh, có bề trên, mà coi như chuyện không nói lời nào là chắc ăn nhất. Cả Phật tử hay cả thầy cũng vậy, tại chuyện nói nhiều á, nhiều lúc á họ bị trách, họ nói tao giỏi hơn mày không nổi tiếng tao, họ bị trách. Thôi xin các thầy các Phật tử cho kiệt xin lời hết, thì không nói lời nào. Quý vị tin có Phật
đang lo cho cái trái đất mình. Mấy người đệ tử của Đức Thầy hay bên cao đài cũng vậy, thì không nói lời nào hết, xin lời hết. Quý vị chỉ tin có cha, có mẹ, có Phật đang sắp sửa để mà làm ổn định lời cái quả địa cầu của mình cho những cái ác, những cái chế độ độc tài, những cái thể chế mà đưa gọi là nọc độc vô cái trái đất này đó, muốn nhuộm đỏ cái quả địa cầu này bằng máu sẽ không còn nữa. Quý vị chỉ cần đừng có phỉ báng thiên tâm, đừng có bôi bát và Đức Phật Di Lặc sẽ không xuất hiện. Đừng có nói những cái lời xúc phạm lớn mà mang khẩu nghiệp, rồi sau này á, việc này cứu cũng không nổi. Việc đó giảm tuổi thọ nhiều, sinh cho những người ngang lì lắm rồi, kinh hoài mới được. Từ đây tới Tết, quý vị sẽ thấy sẽ những cái bên ác á, cũng như bên thiện, nghe là nước Tàu đi, hay là đồng minh của Mỹ, là trục kia chọi với đồng minh á, bên trục và bên đồng minh, bên cộng sản và bên quốc gia, bên quốc nội, bên hải ngoại của mình. Quốc nội á, người ta cũng có rất là nhiều người có chánh nghĩa, nhưng mà ta không có cơ hội để mà nói ra lên lời thôi, nói nên lời, đúng không? Thì mình đây mình nói được lời thì mình cứ nói thì sẽ gặp những cái chuyện gọi là đột xuất, bất ngờ, đó là cơ trời vậy. Và trên nói con người sẽ gặp những cái chuyện mà không ai ngờ được mới gọi là cơ trời. Con người có khôn siêu cái nào, 100 nhà bác học ngồi tính cũng không bằng cha trên tính nữa. Làm sao bằng Phật tính với cha tính, làm sao bằng Đức Thầy tính được. Cho nên bên ác cũng sẽ gặp những chuyện bất ngờ, giống như 40 cây số sẽ tăng đông lạnh. Bên thiện cũng sẽ gặp được những chuyện bất ngờ. Tự nhiên Đảng Cộng Hòa bây giờ lấy lời hạ diện, rồi bắt đầu đem cái laptop ra, rồi giờ biết ra một đống mấy nằm lầy. Chị mới nói là ông Trump phải bước xuống thì mới tắt cạn được cái đầm lầy này. Ông không có cần làm tổng thống nữa. Hôm nay thì cũng tại vì về mặt ngoài đời ổng hơn, thì rất là cao cao quá, cao siêu về giàu hay là chức quyền, nhưng mà về mặt tâm linh á, ổng là lính của kìa, thì khánh là ổng lên, thì không khánh là cho ổng mặc cái áo Superman trưởng thôi. Tại khi ồn ào quá nó phản ảnh lại cái lòng tin, làm hư cơ vận. Ổng đâu có nhớ cho kịp nhớ, tại vì sống giữa hai thế giới thì phải ba lăng ra. Còn một người mà đưa ông lên, ổng có thể là phát xích, ổng giết hết mấy cộng sản, ổng giết luôn nước Tàu, ổng làm tùm lum chuyện, thì lúc đó cái nghiệp ổng sẽ bị tội á, hiểu không? Thế về mặt tâm linh, cái nhân quả không? Thì là nó có cái đó nữa. Thế nên thầy dù cũng giống y như bà Rồng Lửa, cũng là lính của mình á, bà có bổn phận xuống trần với tôi, bà moi những cái xấu của nước Việt, moi mấy ca sĩ, moi Võ Hoàng Yên, mọi hết ra để cho dân đã thấy, để học bài học. Cái không có kiểu bà lên cái được ống người khen cái và đi chửi tùm lum khẩu nghiệp, cho bà vô 3 tháng, lúc đó kiện nói là trúng vụ này nữa. Về mặt tâm linh thì không phải là người gì hết, nhưng mà người khôn á, hôm nay ví dụ này mình nói như ta 2 tiếng thôi, chỉ cần một second, một câu nói chuyện mà người khôn mà ngồi đây mà đúng với cái hoàn cảnh của mình cũng có thể cứu cả đời họ. Chuyện đã cảnh cáo bà 3 cái clip bớt nói nghe, không nói là cho bà vô họp đi trang cho họp. Chứ cái vụ mà bà Mỹ Lan á với Tăng Hoàng Minh á, ai mà ngồi đối chiếu lại mấy clip thì có nói những cái người mà làm nghiệp á phải xả cái nghiệp mà. Nếu mà họ mà khôn á, họ đừng có cái nghẽ, họ giàu, họ chịu lắng nghe clip của kia, họ có thể bị bớt nghiệp. Ở trên tha bả liền,
Ví dụ như bà Trương Mỹ Lan mà bà nghe những cái clip trước đó cả năm, thì bà lấy tiền bà đi làm lại cho dân, bà lo lại là bà không có bị ở tù, không bị mất tài sản. Có thiệt á. Tại khi mà việc nó lên án thì có nghĩa là đã nằm trong danh sách. Hiện giờ còn đang tiếp tục một đống người đang nằm trong danh sách đó. Cho nên bây giờ cũng những cái người mà lì lợm trước đầu họ cũng không có bị muộn, Phật tử cũng không có bị muộn. Xin lỗi các thầy nha, xin lỗi Phật tử nha, bỏ quên 180 cái clip này, chuyện này nói không lời để cho họ bớt cái ngã. Chỉ mong quý thầy, quý Phật tử, quý con chiên, mấy kiến cận, mấy em cầm mã tấu, hôm nay coi như chuyện không nói lời nào. Chỉ cần mong các quý vị chấp nhận sự thật là mạng sống mình vô thường, vô ngã. Mình đang ở vào thời sự sống chết rất là mong manh, đèn treo chiếc gió cũng mai phước đó. Cái con Covid hôm nay nó hết là cũng kiệt khánh. Không phải ngồi đây mà kể công nhiều lắm. Mình làm mà mình kể công rồi nó không có hay phải không? Nhưng mà không nói ai biết. Có Covid cũng là mình thắng. Xin cha quá trời bữa đó, mẹ ơi cho ta thuốc. Nhưng mà tụi nó không chịu tu rồi sao? Cái nghiệp. Con Covid cũng là xả nghiệp. Rồi hôm nay con Covid cũng hết. Thì cũng nói chuyện vụ này nữa. Có mấy clip cũ thì có nói mà Covid sẽ hết. Sau này 4 triệu đảng viên cậu với cộng với râu ria rễ má sẽ không có chuyện gì hết. Tại vì có cái phao của Phật ở đây nè, không có để cho Việt Tân hay Đạo Minh Quân hay mấy người mà cực đoan ở đây mà đụng tới cộng long của quý vị đâu, đừng lo. Tại Phật trời không có muốn nước Việt xô xát với nhau nữa, phải là thương nhau giảng hòa. Giỏi lắm là mấy đại ca có 20 tỷ thì chịu đóng thế chút xíu, tức là sau này cái đơn giản lắm, về Việt Nam mình cứ đem mẹ cần thay đồ về là không còn chuyện sổ đỏ sổ hồng đất ai ra đất đó, đúng không? Rồi cái mình đem là thị trường tài chính, thị trường chứng khoán của Mỹ về, từ từ nó dạy lại, mình cứ bắt trước kiểu Mỹ, mình lấy nguyên cái bộ máy của Mỹ về mình ụp cho nước Việt là xong. Nếu mà kiểu Philippines vậy đó, khỏe, khỏi phải làm gì đó, sửa đổi chút xíu xíu hiến pháp. Ở đây có cái hội luật sư 400 người Việt, hội luật sư viết lại hiến pháp để lá cờ vàng ba sọc đỏ lại xong. 6 triệu người á, lúc đó cái phi trường Long Thành á, rồi máy bay mà A380 mà nó chở 2 tầng á, không kịp mà đáp luôn á. Còn bây giờ le the mấy chuyến bay, không biết Tết kỳ này chắc méo xẹo, không biết có ai về không ta. Mà tại sao một quốc gia mà cứ lợi thuộc vào người Việt hải ngoại, một năm gửi thì mấy chục tỷ. Năm nay mình ở đây mình thất nghiệp đúng không, ai cũng bị mất thu đúng không, thì ở đây mình lo mình không xong. Ở đây ngày mai nó sẽ bị trừ 18 độ phải không? Ngày mai lạnh bao nhiêu? Lạnh 18 độ. Mình mà không có tiền trả tiền nhà, mình ở đâu? Ở Việt Nam đâu có lạnh kiểu đó. Ô, nhà mày nhà lá, nhà tao nhà con, ngày mai tao không có tiền đâu, tao ngủ nhà lá, mày cũng là được cái chỗ ngủ. Còn đây mình mà không có tiền á, mình đâu chịu nổi. Thì cho nên năm nay mình không có gửi gì nhiều. Hôm nay bác Trọng chỉ nhận được có 7 tỷ. Trọng buồn hiu, mất 13 tỷ. Tại sao mình phải lệ thuộc vào cái đồng tiền của người Việt? Tại sao mình không làm cho tất cả 65% tuổi trẻ từ 18 cho tới 45 có công ăn việc làm? Tại sao bao nhiêu cái hãng Apple hay mấy cái hãng
TMC mấy hãng hai tech của Mỹ bây giờ lệnh của Biden phải rời khỏi nước Tàu. Tại sao không làm cho họ chạy về Việt Nam cho dễ? Tại vì cái thể chế của mình vẫn y chang như bên kia, nó không có lòng tin giữ được cái IP á. Cái IP là cái bản quyền á, họ muốn nhưng mà họ làm không được. Tại sao mình không làm cho thế giới thương mình đi, dũng chữ vậy? Cho nên Kiệt mong các đại ca, các lãnh đạo hy vọng làm gì làm, lời cuối rồi đó, 3 năm nay thuận thiên, quý vị mà còn nghịch thiên nữa thì trời không có dung, dân không có tha, Kiệt này cũng không có binh luôn, được binh 3 năm đó. Lời cuối cùng hôm nay Kiệt nói, phải đi qua Mỹ, phải qua Nhật, phải qua những nước tự do làm thân với họ. Đó là lời Kiệt khuyên mấy lãnh đạo hôm nay. Tại clip này bỏ lên mà người cộng sản không có đáng ghét, tại họ lớn lên trong cái môi trường đó. Mà cái đám thổ tả ở Mỹ này nè, nó lãnh lương bệnh á, đáng đó. Mình cần phải coi lại. Ở đây có cái bác nào mà để cờ vàng đổi sao vàng ở Bác Hùng á? Bữa nay bác đâu ta? Thăm tua lo lâu qua đây thăm ông đâu mất tiêu thì cái bác đó tự nhiên ngậu á. Ở cái vùng này là lộn xộn nhất, Houston này nè, Cali á, quá lộn xộn luôn nữa. Mà giờ mình chỗ nào người Việt là quê hương của Kiệt, Kiệt không có nghĩ San Jose hay là Bắc Cali đồ quê hương, Kiệt đầu thai làm người Việt. Chỗ nào con của Thượng Đế là chỗ đó có Kiệt. Seattle, Virginia, Houston, Bắc Cali, Nam Cali, chỗ nào Kiệt coi cũng đều giống nhau. Nhưng mình ê chề, đi đến chỗ nào chỗ nấy con là nghịch thiên không à, con bất hiếu không à. Quý vị muốn hỏi gì hỏi gì, uống trà nước nha. Ở đây ai có đặt câu hỏi gì không, con đưa thì microphone, ai muốn hỏi gì hỏi. Gần hả? Sư sư phụ, dạ thử thầy muốn. Dạ phụ, nhận là từ tử. Mấy thầy á, thì thích nhận đệ tử lắm. Tại đông á, thì mấy ông được cúng dường nhiều. Còn mình nhận đệ tử á, mà đệ tử mình làm sai á, mình đi xuống địa ngục á, tôi về chả, tôi cũng không có yên tâm nữa. Cũng phải đi lặn xuống địa ngục, lôi đầu nó lên, nó cũng mệt. Nhưng mà cái luật á là phải qua Thiên Long Sơn lại cha lại mẹ 3 lần, xin cha xin mẹ mới nhận, khi không có nhận ai thì coi. Tại vì mấy vị là người chỉ định đứa này được đứa kia, thật sự mang họ thiên ở ngoài á là indirect cũng đã là đệ tử rồi, nhưng mà muốn thành tâm á là phải đi phải lại cha lại mẹ, ở nhà cũng được, phải lại cha lại mẹ đi. Thì xin mấy gì, rồi mấy gì nói chuyện với Kiệt, Kiệt nhận. Thường thường giống như hiện giờ cổng Thiên Long Sơn bị mấy người thổ tả cộng sản á nằm dùng á, nó đóng cửa cả năm nay đúng không, ai cũng biết đúng không, cho nên Kiệt mới lưu lạc giống như gánh hát rong ở ngoài đường, hết chỗ này bờ này bụi kia. Tới ngày hôm nay qua Houston nè, thì có những người ở khắp tiểu bang bay về đó, bay về Thiên Long Sơn mà vô cửa không mới được, vô cửa không được cái Kiệt có dạy Kiệt nói cứ khánh, mấy vị nói chuyện tôi mà đâu cần điện thoại, khánh đứng trước cửa khánh rồi cái gì chạy tới Kiệt mở cửa, có dù đó nữa. Nên mình liên lạc không cần wifi, mình có wifi sẵn trong người rồi.
đệ tử xin sư phụ sách xuất hiện để về xây dựng lúc đóng. Xin gì? Xin thầy xuất hiện sớm để có diễn để sư phụ về để xây dựng lúc đóng Việt Nam. Đó là cơ trời mà cơ vận nó đi theo cái trượt của thế gian. Bây giờ nhiều người mà không hiểu thiên tâm, nhiều người mà không có đọc cuốn kinh thiên tâm, thì cái trượt nó rất là chậm, chậm để mà tan biến. Nó cũng giống như cái sương mù của cái miếng kiến mình vậy đó. Mình mở hít lên lẹ thì nó tan đi, rồi cái miếng kiến mình mới dễ thấy đường lái xe, đúng không? Thì cái khí trượt này, cái ác của chúng ta quá nhiều, nó bao bọc cái trái đất này dày lắm. Thì cuốn kinh thiên tâm ra đời, cha mẹ sai Kiệt xuống trần để mà nói chuyện với mọi người, là mục đích để làm cho cái miếng xương của miếng kiến nó tan đi cho lẹ. Nhưng mà khổ một cái là bao nhiêu người hiểu, nhưng mà ngược lại, con của Thượng Đế đâu phải là ai cũng ngu hết đâu. Chỉ có mấy người giàu, mấy người học thức cao, với xăm mình cầm mã tấu với con chiên, rồi với Phật tử, với mấy anh thầy đồ thôi. Chứ còn bình thường, nghe là hiểu liền. Phải không? Mình thực tế mà Kiệt nói chuyện, đừng có tin Kiệt liền. Đừng nghe những gì Kiệt nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Kiệt làm. Mình chê kiểu ông Thiệu vậy đó. Thì là đúng. Còn cứ chấp tướng, chấp hình dạng là thôi, quát và chấp thì đó là rất là chỗ đó. Cho nên câu này bữa nay mới nghe, đừng nghe những gì Kiệt nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Kiệt làm đi. A Di Đà Phật. Hoài á, 180 cái clip bữa nay xin không có nói chữ nào luôn á. Tin tưởng sư phụ 1000 luôn. 1000 thôi, nhưng mà một người đâu có đủ. Phải đông người á, nó mới làm đang đi cái màn vô minh. Thì mấy vị tính theo cái trượt của cái trái đất mình. Chứ mấy vị không, mình không có xin được Đức Thầy cũng vậy. Đức Thầy nói á, cơ vận là do chư Phật và cha mẹ. Mấy cộng sản cũng là con của Thượng Đế mà, nhưng mà con hư. Trong gia đình mình có mấy chục, năm mười người con, thì cũng có vài đứa con hư. Tại vì họ tham thôi, phải không? Mà nếu mình sinh sót, có nghĩa là bông tử nó nổ cái rầm, mình cũng xỉn miễn á. Tại vì Phật tử, các thầy, ông chiên, xăm mình cầm mã tấu chèo vòng ngoài đường, những nhà học thức, mấy người có chức sắc cao, giàu có, họ chấp tướng. Có một cái họ lúc nào họ cũng tin mấy cái người mà giống như kiểu mà ma quỷ nhập đồng, hay là mấy cái gọi là thiên lý thần nhập vô cà lắc, rồi nói mấy cái lời đó. Họ tin ma quỷ là đại nói dốc á, mà mấy người đó là đen thui à. Trượt Kiệt này khác hơn người thường, khác hơn tất cả các thầy luôn. Kiệt dám nói hôm nay trên mặt luôn á, thì có 7 dòng hào quang hiện giờ ở đây nè, 7 dòng đủ màu sắc. Người đời không có ai có, không có bao nhiêu người có, chứ mình không nói không ai có. Thì hỏi lại bao nhiêu người, cái vị thầy Rinpoche Tây Tạng giỏi nhất cũng 3 dòng là dữ lắm rồi. Thì chưa có khác cái chỗ đó. Còn hình dạng thì giống như mọi người, và thì không có được mặc áo vàng. Đó là thư bối đồ có nói, thì không có nằm trong ngũ đại tôn giáo của thế giới, không thuộc về ai hết. Con cũng thờ mộc. Đó là thư bối đồ nói trúng 100%. Không có nằm trong ngũ đại truyền thừa. Hôm nay ra độ đời thì có 7 dòng hào quang là thật. Cho nên đâu phải lên đây muốn nói gì nói. Bộ ngoài kia mấy người nhập định, mấy người có thần thông, cả đây là cậu chính này, hỏi ổng đi. Ổng là con lân độc hai của thiên đình, nửa chánh nửa tà. Kiệt biết hết những người nổi tiếng. Hôm nay chuyện này nói là thật, thiệt thật.
nói những lời rất là cực kỳ cao siêu, và cũng có thể nói những lời cực kỳ khó nghe. Nhưng mà chữa bệnh mà không nói những không có thuốc đắng thì làm sao mà hết bệnh hay là Phật. Nhưng mà tâm của Kiệt bao la rất là từ bi. Kiệt có hai cái khác ở người đời, khác hơn thầy. Thứ nhất, không còn tham, tham của thế gian nha, có nhiều cho hết. Không còn sân, không còn giận, không còn si mê, thì không có. Và bảy dòng hào quang là Kiệt có cái đó. Những gì thầy thời nay có ai có cái đó. Còn giống như ở Việt Nam, những người nhập đồng nhập xác họ chỉ bệnh được tà, chỉ bệnh tà được tà, mà tà là tà bự á, chỉ bệnh ma. Ma cũng như mình là ma đúng không, chút mình chết mình thành ma, thì mấy tà đó họ cũng là ma, mà ma lâu năm thành tà thì họ cũng chỉ bệnh được. Ê, mày ra khỏi cái xác này nha, lắc lắc cái là chạy. Nghĩa là ma bự chỉ ma nhỏ, giống như thằng dân chơi bự nó cầm cái dao bự, được dân chơi cầm cái dao nhỏ vậy đó. Thế ngoài đời là đa số là vậy. Đời mà pháp mà thầy xuất hiện thì nhiều người cũng được thầy lắm, có nhiều người nhắc nhở, nhiều khi đệ tử ai ai thầy đây nè, sư phụ kiến kêu thầy mất công nãy giờ mình độ không được Phật tử, mục đích này nãy giờ muốn độ Phật tử con chiên với cầm mã tấu với sân trước sân sau giàu có, rồi kêu sư phụ mất công người ta ngã kiệt được rồi, nhờ lắm kiệt nhắc nhở là nhiều người hồi tâm kiệt. Nhưng mà muốn đốt cái màn vô minh này á là phải đông người, tại đó là cha mẹ với sáu vị sư phụ muốn. Thì có Phật Thích Ca là sư phụ, Phật Di Lặc sư phụ, Phật Hoằng Trần Nhân Tông là sư phụ, Phật Tổ Sư Bồ Đề, rồi Đức Ngài Tế Công. Thì những gì đó thì có liên lạc, có dạy, thì là sư phụ. Thế gian thì không có sư phụ. Ngoài ngày xưa Quy Hòa Thượng Tiên Hóa lâu lắm rồi, mà Ngài tịch. Bây giờ mình nhắc tên Ngài mất công, mấy người bên đó ta nói mình cũng xanh. Nội mà vụ Hòa Hảo á, bữa tình cờ á, là đóng mấy người gọi là dắt chiếc xuồng qua sông á, bị chắc á, là nói ô Kiệt mượn danh Đức Thầy hay là Phật, con cần thiết vậy không bác râu rìa, con không có cần thiết làm chuyện đó, con đã thời là không danh không lợi rồi, con có cái tỷ bạc con ăn chơi sướng, ra đây ngồi nói cho bạn bè anh em dòng họ ai cũng tin rẻ, rồi cộng đồng á, thì không có ai ủng hộ mình hết, tám phương họ địch. Núi Thiên Long Sơn bỏ mấy chục triệu tới ngày hôm nay thì luật sư 3,5 triệu, có lâu ngồi tổng kết lại mà tiền giấy tờ luật sư thôi thấy cũng buồn. Cái Thiên Long Nhãn này mình mua để độ dân Houston nè, cái tiền luật sư có phần không tới phần nửa tiền luật sư mà lo mở cổng của Thiên Long Sơn ở Cali nữa. Thiệt á, cái đây mua như bữa như ta quên là triệu mấy gì đó, 100 hectare gần đâu đây nè, nó còn rẻ hơn tiền làm giấy tờ để mở cổng Thiên Long Sơn Cali nữa. Trời ơi, khổ nạn đủ điều. Hồi xưa đường tăng biết nhiêu nạn nha, mình quá trời luôn. Bởi vì cuối cùng rồi á, thôi giờ con có hai tên, Thiên Tính Kiệt và Thiên Thiết Kiều. Hồi xưa Kiều Nương á bị nạn còn nhiều hơn mình phải không? Thôi mình kêu mình Thiên Thích Kiều luôn cho rồi. Hả không em gái? Em gái ngồi cười. Thiên Thích Kiều. Thiên Tướng Kiệt là số 1 trên đời rồi. Chứ là mạo to không dám nhận số 1. Một mà nó nặng nhờ vô đẻ quýnh đây thì chết nữa. Mình là sư giả Hòa Bình mới hàng. Mình không có có gây thù gây oán ai, người nào kiếp chuyện với Thiên Tiết Kiều này á, người đó quá vô lý đúng không, có tiền cũng đem cho
cũng không có gây quỹ, không có vận động, có sức nhiều làm nhiều. Bữa nay có một chút sức qua đây để mà ngoài buổi nói chuyện này, rồi đi ra ngoài chỗ Thiên Long Giang ngồi thiền để nói chuyện với ông Thổ Thần coi, ông để mình định chỗ đại tượng của cha mẹ mà đặt cái Thiên Long Giang sắp về á, hai cái tượng thượng đế khổng lồ sẽ đặt ở Houston. Lần đầu tiên cha với mẹ có cái nơi giữa miền Trung nước Mỹ. Quý vị nên nhớ nha, không phải là dân đây mình lại thượng đế để cho Houston này bất trượt, mà cả thế giới, những chư thần, những vị thánh, những chư Phật ở phương xa đó, họ nhìn cũng thấy, họ cũng quay về hướng này luôn á. Mà có ngày họ cứ quay họ lại hướng này hoài, thì cũng giống như là cái chỗ này tự nhiên bao nhiêu dân chơi mà được cảnh sát FBI của tòa Bạch Ốc gửi xuống đây hoài á, thì đâu còn tội phạm nữa, thì nó cũng y như vậy. Cho nên về mặt vô vi rất là quan trọng của cái thành phố này. Tại cái dân ở đây á, rất là hiền, mẹ nói con của mẹ đây hiền lắm, chịu tu lắm, mà toàn là gặp thầy gì bùa với ngải dùng này nhiều quá, tà nhiều quá, thôi đặt tượng cha tượng mẹ để cho mấy vị thần về đây giải hết mấy cái trượt ở đây, đó là có cái đó. Bởi vì mình về đây cái mấy à, mày vô đây mày phá chén cơm ra hả, bục mày cho chết. Mình khóc rồi. Mấy đại ca chưa cho em sống nha, nghe chưa có làm được chuyện lớn, chưa có mục đích chính là về Việt Nam, về núi Cấm, chưa có dự hội Long Hoa được á.